Chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Huy Nguyễn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cũng như là hướng dẫn các bạn chạy một chiếc xe số tự động. Thì chỉ cần các bạn có một chiếc xe số tự động ở bất cứ quốc gia nào, các bạn vẫn có thể áp dụng cách này để mình vận hành cái chiếc xe của mình ha các bạn ha. Nhưng mà một điều quan trọng là các bạn phải tuân thủ theo luật pháp của quốc gia đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cho một chiếc xe số tự động sẽ có những gì. Đầu tiên, trên một chiếc xe số tự động, khi mà mình ngồi vào ghế tài xế thì lúc nào cái đầu tiên mình thấy chính là cái vô lăng ha các bạn ha. Đây là cái vô lăng. Thì cái vô lăng này có tác dụng là để chúng ta bẻ lái và điều hướng xe. Đó, các bạn muốn xe các bạn chạy về đi hướng nào tùy theo các bạn điều chỉnh cái vô lăng này. Thì trên cái vô lăng này có một cái cực kỳ quan trọng, đó là cái kèn ha các bạn ha. Khi mà các bạn ấn vào thì nó sẽ kêu. Đó, cái kèn. Tiếp theo là cái cần này. Đây, cần này nằm bên tay tay trái của các bạn. Đây, cần này là cần xi nhan trái và xi nhan phải, cũng như là mở đèn và đá đèn pha. Cần bên tay phải chính là cần gạt nước ha các bạn ha. Khi mà chúng ta chạy trời mưa, chúng ta cần phải điều chỉnh cái cần này để gạt nước, để chúng ta thấy đường chúng ta chạy. Và có một tác dụng khác của cái cần này, đó là xịt nước để rửa kiến xe. Khi mà chúng ta kiến xe của chúng ta dơ, chúng ta xịt nước để chúng ta rửa kiến xe ha các bạn ha. Và ở trong đây chúng ta có một bảng đồng hồ điều khiển. Thì ở bên trái này là đồng hồ tua, ở chính giữa là đồng hồ vận tốc, và đồng hồ ở bên bìa bên phải này của xe mình chính là đồng hồ báo xăng và đồng hồ báo mức tiêu hao nhiên liệu xăng của xe. Các bạn có thể thấy nó có chữ MPG, đó chính là mile per gallon ha các bạn ha, nghĩa là bao nhiêu mile thì cái xe này nó hao 1 gallon xăng. Ok, tiếp theo ở bên phải này, khi mà chúng ta để tay ở đây thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có một cái bảng điều khiển. Đây là bảng điều khiển kính hậu ha các bạn ha. Đây có chữ L và chữ R. L là left, R là right, là trái phải. Và đây là một cái bảng điều khiển bốn hướng, trái phải lên xuống, để chúng ta có thể điều khiển cái kính hậu của chúng ta tùy thuộc vào cái vị trí ngồi của chúng ta mà chúng ta có thể quan sát được phía sau ha các bạn ha. Tiếp theo, nút này là nút khóa kiến. Đó, khi mà các bạn trên xe các bạn có con nít, em bé, các bạn không muốn cái em bé nó mở cửa sổ xuống thì các bạn bấm nút này để khóa cửa sổ lại. Chỉ có một mình tài xế được điều khiển thôi. Và kế tiếp là các bạn có thể thấy là cái hình ổ khóa đang mở và ổ khóa đóng. Đây là cái khóa cửa và mở cửa ha các bạn ha. Và đây, bốn cái nút này là bốn cái nút chỉnh kính lên xuống, kéo kính lên xuống ha các bạn ha. Thì ở cái nút này là ghế tài xế. Đây là ghế kế bên ghế tài xế và đây là hai ghế sau. Ok, thì xe mình thì nút ở tài xế là nó có chữ auto, là tự động, có nghĩa là các bạn bấm xuống thì nó sẽ tự động chạy xuống. Các bạn kéo lên, các bạn chỉ cần kéo một lần thôi nó sẽ tự động kéo lên. Còn những nút còn lại không có chữ auto thì các bạn phải tự điều chỉnh bằng tay ha các bạn ha. Tiếp theo, chúng ta có ở đây là một bảng điều khiển nhiệt độ trong xe. Ở đây là tăng chỉnh lượng gió. Bên đây là nhiệt độ, màu xanh nước biển là chúng ta chỉnh về máy lạnh, còn màu đỏ là chúng ta mở máy heat lên các bạn ha. Ok, nút này là chúng ta khi mà chúng ta muốn chỉ lấy gió trong thì chúng ta mở lên thì nó sẽ không lấy bất cứ gió nào ở ngoài vào hết. Còn đây là nút sấy kính ha các bạn ha. Thì khi mà các bạn chạy trời lạnh, cái hơi ở trong chúng ta thở ra nó sẽ làm cái lớp kính ở trên đây nó đóng một cái lớp xương. Thì khi mà chúng ta mở cái nút đó lên thì ở đây sẽ có một cái quạt, nó sẽ thổi lên đây, nó đánh tan xương ha các bạn ha, để chúng ta thấy đường mà chúng ta chạy. Và đây là cái nút sấy kính nhưng mà là ở phía sau. Ở đây các bạn thấy chữ phanh là phía trước, còn đây là kính sau. Thì tùy theo xe, khi mà chúng ta bấm nút này thì nó sẽ cái kính sau và hai kính hậu nó sẽ tự có điện, nó sẽ tự làm nóng và nó đánh tan sương mù hả các bạn ha. Ok, nút bên phải ngoài cùng này là các bạn thấy là AC, là nút máy lạnh ha các bạn ha. Khi mà các bạn muốn mở máy lạnh các bạn bấm vào nút này. Và ở dưới cùng này là những nút mà chúng ta có thể điều chỉnh hướng gió. Đây, nút này là chúng ta chỉ muốn gió thổi ở trên, thổi ngay vào mặt chúng ta. Nút kế bên là thổi vào ở trên và đồng thời thổi ở dưới chân. Nút này là thổi dưới chân
chỉ thổi dưới chân thôi. Và đây cuối cùng là thổi dưới chân và đồng thời là thổi lên để làm sạch sương mù. Và đây là nút cực kỳ quan trọng ha các bạn ha. Đó, đây là nút đèn khẩn cấp. Khi mà xe chúng ta đang lưu thông trên đường mà có vấn đề gì cần phải dừng lại khẩn cấp, hư xe hay là bất cứ lý do nào chúng ta cần dừng lại khẩn cấp, chúng ta phải mở cái này lên, bấm nút này. Và trên đây chúng ta có một cái dàn đầu đĩa. Thì tùy vào xe nó sẽ khác nhau, cho nên mình sẽ lướt qua cái phần này ha các bạn ha. Đây là cái quan trọng nhất của một chiếc xe số tự động. Thì các bạn có thể thấy là nó khác với chiếc xe số sàn. Nó sẽ không có cho chúng ta lắc để kiểm tra mình có đang ở số mô hay không ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có chữ P là Park, chữ R là Reverse, chữ N là Neutral. Ok, mình sẽ nói chữ D trước. Chữ D là Drive, là số chạy ha. Còn S là số Sport. Đó, khi mà các bạn ở D, các bạn muốn chạy Sport, các bạn kéo qua thêm một lần nữa và đẩy lên đẩy xuống để chúng ta trả số cũng như vô số. Thì các bạn có thể thấy là ở dưới đây không có cái cần côn, tại vì đây là xe số tự động. Nhưng mà thay vào cần côn thì mình có cái cần này ở đây. Cần này là cần thắng tay các bạn ha. Thì những xe đời mới nó sẽ bỏ cái thắng tay ở trên cái kế bên phần số chúng ta mà lên xuống đây. Ok, tiếp theo chúng ta có đây là cần thắng và đây là cần ga. Đó, thì cái nhận biết giữa cần thắng và cần ga là cần thắng nó sẽ cao hơn cần ga. Đó, các bạn thấy không? Cần thắng nó nằm ở đây và khi mà mình chuyển cái chân qua cần ga thì nó sẽ nằm ở dưới đây. Đầu tiên chúng ta phải tập làm quen với cái vô lăng hay các bạn ha. Tại vì cái vô lăng cái quan trọng nhất để chúng ta có thể định hướng được xe chúng ta sẽ chạy hướng nào và hướng nào. Thì các bạn hãy tưởng tượng đây là một cái đồng hồ cho mình. Thì đây là 12 giờ, 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ. Thì các bạn để tay theo hướng 3 giờ và 9 giờ các bạn ha. Tay phải 3 giờ, tay trái 9 giờ. Thì các bạn có thấy là trên cái vô lăng nó có hai cái cục gù này nè. Đó, hai cục gù này để chúng ta để, là cái địa điểm chúng ta để cái vị trí chúng ta để hai ngón tay cái chúng ta ha. Ok, đó, tay chúng ta cầm 3 giờ 9 giờ. Đây là vị trí đặt tay chuẩn. Sau này các bạn đã chạy xe quen rồi thì các bạn đặt như thế nào thì đó là chuyện của các bạn. Nhưng mà đây là video dành cho những người mới biết chạy xe, đang tập lái xe ha các bạn ha. Ok, thì khi mà chúng ta muốn quẹo trái thì cái kinh nghiệm của mình á là chúng ta nên dùng cái tay phải để chúng ta đẩy cái vô lăng như thế này và đồng thời cái tay trái của chúng ta kéo nhẹ. Đó, khi chúng ta muốn quẹo phải, cái tay trái của chúng ta đẩy cái vô lăng đi hướng này ha các bạn ha. Đẩy nè. Nè, đẩy. Và đồng thời tay phải chúng ta kéo nhẹ chứ các bạn đừng kéo nha, đừng kéo. Đó, nếu mà các bạn ví dụ các bạn quẹo trái, các bạn thả lỏng tay phải ra, các bạn cầm đây các bạn kéo giật giật như thế này á thì cái xe của mình nó hay bị lỉa cho nên nó quẹo lố các bạn. Đó, thì mình nên kết hợp cả hai tay, một tay đẩy một tay kéo thì mình sẽ canh được cái góc của chiếc xe một cách mượt mà nhất ha các bạn ha. Rồi, tiếp theo là khi mà chúng ta quẹo vào những cái cua nó khoảng 90 độ thì chúng ta cần phải đánh vô lăng. Thì các bạn nên tập đánh vô lăng ha. Các bạn đừng có nối nha, đừng có đánh nối, là như là nối là như vậy nè, là vậy các bạn đang cầm vậy ha, các bạn nối, tại vì cái xe của mình nó chưa có đề máy cho nên là cái vô lăng nó chưa có chịu lực, nó cứng như vậy nè. Đó, lát nữa mình sẽ mở đề máy lên mình sẽ chỉ với các bạn. Nhưng mà các bạn đừng có nói, các bạn đánh vô lăng làm sao các bạn quay hết cái tay mình luôn giống như vậy nè. Đó, cái tay mình sẽ cần phải quay như vậy nè. Đó, trái nè ha, phải ha. Đó, cái tay mình sẽ sang vậy. Đó, sẽ quay như vậy. Đó. Rồi ok, giờ trái nè. Đó, quay như vậy. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chân ha. Ok, cái chân trái các bạn để ở đâu cũng được, mình không quan tâm. Cái chân phải các bạn để cái gót nè. Cái gót của chân phải ha, các bạn để đặt xuống đây. Dạ, cái mình khi mà mình di chuyển á thì mình chỉ quay cái cổ chân thôi, quay cổ chân và thay đổi cái mũi chân đặt lên cái bàn ga hoặc bàn thắng thôi ha. Chúng ta không có nhấc, chúng ta không có làm gì nha. Mình đang để chân đây, mình không có nhấc lên, mình để hết qua đây ha, không có nhấc lên ha, không có nhấc lên giống vậy, mà chỉ là đặt cái gót chân xuống nè. Rồi khi chúng ta muốn thắng chúng ta đạp thắng, khi chúng ta muốn ga chúng ta nhấc lên, chúng ta quay cái cổ chân, chúng ta đặt cái mũi chân lên chân ga. Đó, chỉ quay cổ chân nha các bạn, không nhấc bàn chân. Đó, thì đầu tiên sau khi chúng ta làm quen với lại cái vô lăng thì điều thứ hai chúng ta phải làm quen với thắng và ga. Chúng ta nên làm quen với đâu là vị trí chân thắng và đâu là vị trí chân ga hay các bạn. Ok, bây giờ mình đề máy xe lên nha các bạn.
Đó, đây. Khi mà chúng ta muốn đẩy máy xe lên á thì chúng ta chỉ cần cầm chìa khóa, chúng ta bẻ qua bên phải, bẻ hướng này. Đó. Khi mà xe các bạn nó đề lên thì các bạn cứ đẩy cho nó như vậy. Các bạn thấy ở đây nó đang có chữ brake, có nghĩa là cái thắng tay của mình đang kéo thắng tay ha. Thì khi mà chúng ta đề xe, chúng ta nên là đặt chân của chúng ta lên chân thắng. Hãy tạo một cái thói quen là khi mà chúng ta đề xe, chúng ta để chân lên chân thắng hay các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu chạy một chút cho các bạn xem ha. Thì bây giờ cái chân của mình đang đề lên chân thắng và cái số của mình vẫn đang là số park, là vẫn là cái số đại đậu ha các bạn ha. Thì đầu tiên là chúng ta phải bỏ thắng tay ra. Đó, chúng ta bỏ thắng tay ra. Cái xe của mình thắng tay nằm ở dưới, nhưng mà có nhiều xe thắng tay sẽ nằm ở đây. Thì khi mà kéo lên đây là bỏ thắng tay nè. Thì các bạn trả thắng tay về đây ha. Rồi, ok, tiếp theo chân của mình vẫn để thắng nha. Và tiếp theo là chúng ta trả từ cái số P về cái số D để chúng ta bắt đầu chạy. Đó, bây giờ xe nó đã ở số P, đã ở số D, nghĩa là đã ở số chạy. Nhưng mà cái chân của mình vẫn đang đạp thắng, cho nên xe nó không thể di chuyển. Đó, thì bây giờ các bạn tập làm sao mà cái chân các bạn đang đạp vậy nè. Các bạn thả từ từ cho tới khi mà cái xe của bạn nó di chuyển. Thì các bạn thả thẳng ra luôn, không đạp ga. Các bạn vẫn để cái chân của các bạn ở cái thắng, để có trường hợp là các bạn thắng ha. Ok, nói lại lần nữa, các bạn thả từ từ cho tới khi xe các bạn di chuyển và các bạn để cái chân của các bạn ở rà cần thắng, không đạp thắng, nhưng mà để cái chân của bạn ở trên cần thắng để có trường hợp gì xảy ra các bạn có thể thắng được. Thì đây, xe của mình đang đậu lại, đang chuẩn bị chạy ha. Thì tay mình sẽ để như thế này. Bây giờ mình sẽ thả chân thắng từ từ ra cho tới khi xe của mình chạy hẳn và mình không hề đạp ga nha các bạn. Đây, ok, đó, bây giờ cái chân của mình đã thả ra rồi nè. Đó, mình không hề, cái chân của mình nè không có hề đạp thắng nữa ha. Thì các bạn thấy xe của mình nó đang di chuyển một cách chậm ha. Mình không hề bỏ thêm ga, mình không hề đạp ga nha các bạn. Đó, thì cái này là mình qua một cái pump, tại vì mình đang ở trong một cái parking. Ok, thì các bạn hãy tập như thế này. Khi mà xe các bạn chạy á, các bạn hãy tập thắng cho mình. Các bạn thắng làm sao mà nó không hề giật xe á, các bạn cũng apply từ từ vô. Đó, thắng lại cho tới khi xe mình hoàn toàn dừng lại. Ok, những lần đầu tiên các bạn tập thì xe các bạn có bị giật, sẽ bị giật. Không sao, đừng lo, hãy tập từ từ. Chân các bạn đang ở đây, xe các bạn đang chạy, các bạn từ từ đạp vào để cho xe các bạn thắng chậm lại. Mình làm lại lần nữa ha. Đây, mình bỏ chân ra, mình bỏ chân của mình ra khỏi cái thắng nè, thì xe của mình đang di chuyển ha. Để mình di chuyển. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đạp thắng nè. Cái chân của mình như vậy, mình sẽ đạp thắng từ từ để cho xe của mình chậm lại. Đó, chậm lại. Và thắng, hoàn toàn thắng. Đó, thì các bạn tập cái này giùm mình, tập cho để làm gì? Để quen cái vị trí, khi các bạn thả chân ga ở vị trí nào thì xe các bạn sẽ chạy. Và khi mà các bạn đạp thắng tới một mức nào đó thì xe các bạn sẽ dừng. Sau khi các bạn đã tập cho xe các bạn chạy và các bạn tập thắng nhuần nhuyễn thì các bạn sẽ tập đánh vô lăng. Thì đầu tiên mình sẽ chỉ đánh vô lăng như thế này thôi ha. Mình không bẻ quá nhiều, mình chỉ đánh như thế này. Đó, mình không đạp ga nha, mình vẫn chưa tập đạp ga. Đó, mình chỉ cần tập đánh vô lăng. Tập đánh vô lăng qua trái qua phải như thế này. Đó, thì giống như hồi nãy mình nói cho các bạn là khi mà các bạn đánh vô lăng thì các bạn nhìn thẳng một bên các bạn đẩy, một bên các bạn kéo. Đó, thì bây giờ mình sẽ quẹo phải ở đây. Mình chưa hề đạp ga nha, mình vẫn không đạp ga, xe mình vẫn chạy từ bình thường á. Đó, thì các bạn thấy mình đánh vô lăng không? Đó, mình không hề đánh nối nha. Đừng đánh vô lăng nối. Cứ chậm rãi mà làm. Đó, trả lại. Rồi, ok, bây giờ mình làm cái nữa. Thì bây giờ muốn lách bên phải, không muốn chạy lên cái pump này, thì mình sẽ đẩy cái vô lăng của mình, đồng thời cái tay phải mình kéo xuống. Mình vẫn chưa hề đạp ga nha các bạn. Đó, cứ như thế này mà chạy. Mình tập bẻ qua bẻ lại để mình làm quen. Và mình đồng thời mình cũng coi cái xe của mình là khi mà mình đánh tới cái góc đó thì cái xe của mình nó sẽ quẹo như thế nào. Ok, thì quẹo một cái nữa nè. Đó, ok, thì sau khi các bạn tập như vậy ha, các bạn tập như vậy thì các bạn thắng xe lại. Và các bạn đừng bao giờ quên là khi các bạn thắng xe
các bạn phải trả số về số park, trả về số park. Là bây giờ cái xe của bạn đang ở số park, là cái xe của bạn nó sẽ đậu lại rồi, và các bạn kéo thắng tay lên, mình thắng tay của mình nằm ở dưới thì mình sẽ đạp đó. Còn những xe nó nằm ở đây thì các bạn cầm ở đây, các bạn kéo lên là cái xe các bạn sẽ hoàn toàn thắng đó. Bây giờ mình bỏ chim ra khỏi cái cần thắng này, nó không hề di chuyển ha, như là xe mà đã thắng rồi, và các bạn tắt máy. Đó là những bước chúng ta phải làm khi mà chúng ta dừng xe lại ha các bạn ha. Đừng quên là phải trả từ cái số drive về số park, hoặc là trả từ số đi về số khi. Ok, đó là những, đó là hai cái bước đầu tiên mà chúng ta phải tập để chúng ta làm quen với một chiếc xe số tự động ha các bạn ha. Ok, mình nhắc lại một lần nữa là đầu tiên các bạn phải tập thắng, và các bạn phải tập nhả chân thắng ra tới cái mức nào đó xe các bạn chạy, rồi các bạn apply thắng lại để cho bạn thắng. Đừng cố gắng, đừng thắng giật, cố gắng thắng làm sao cho nó đừng có bị giật xe. Những lần đầu tiên các bạn thắng sẽ bị giật, mình bảo đảm sẽ bị giật, nhưng các bạn đừng lo, các bạn hãy tập. Các bạn tập như mình ha, các bạn tưởng tượng đây là cái chân của mình, và đây là cần ga nè, và đây là cái cần thắng nè, thì các bạn đạp làm sao từ 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 đạp nó xuống, chứ đừng có kiểu như đạp giày. Các bạn đạp giày chắc chắn nó giật, rồi các bạn cứ từ từ, cái chân của bạn như giày nè, không bao giờ giật đó. Các bạn cảm giác được cái xe các bạn đang chậm lại, và tới khi nó thắng hoàn toàn lại đó. Tiếp theo, khi mà xe các bạn lăn bánh rồi và các bạn đã tập thắng lại rồi, thì các bạn mới bắt đầu tập đánh vô lăng. Thì các bạn đánh vô lăng qua trái qua phải làm sao mà các bạn kiểm soát được cái xe của mình. Mình biết được tới cái góc đó là xe của mình nó sẽ đi theo cái hướng đó ha. Ok, thì xe của mỗi người sẽ khác nhau, mỗi chiếc xe sẽ có khác nhau, cho nên là mình chỉ nói cái chung chung như vậy. Các bạn phải tự apply vào cái xe của bạn, các bạn tập ha các bạn ha. Thì đây là cái những bước đầu tiên mà các bạn cần phải làm để các bạn làm quen với chiếc xe số tự động. Thì mình sẽ kết thúc cái video của mình ngày hôm nay ở đây. Nếu mà các bạn thấy thích video của mình thì đừng quên cho mình một like và để lại bình luận nha. Đồng thời nhớ là đăng ký kênh của mình và mở cái chuông lên để có thể nhận được những video mới nhất mà mình upload lên. Hy vọng là cái video này của mình sẽ có ích cho những bạn đang và chuẩn bị tập lái xe số tự động. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.